Theo điều tra sơ bộ, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 12 tháng 1, anh NVT, 28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, cùng 3 người bạn ngồi tại tiệm sửa xe của mình ở tổ 7, cơ tơ 11, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa ăn nhậu xem đá bóng. Lấy quả pháo hình cầu châm lửa đốt và ném ra đường. Sau khi xem đá bóng xong, T. Một lúc sau, nam thanh niên 9X thấy quả pháo không nổ nên ra cầm lên. Khi vừa cầm quả pháo lên để đi vào trong nhà thì bất ngờ phát nổ khiến người này bị nát bàn tay phải. Mọi người đã đưa T. tới bệnh viện sơ cứu và chuyển qua bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Công an đã có mặt ghi nhận lập hồ sơ vụ việc điều tra làm rõ. Làm nghề sửa chữa xe máy ở khu vực. Được biết, T.